Vâng, xin chào tất cả anh em ở mọi miền Tổ quốc đang truy cập vào kênh của Minh Chiến Âm Thanh Bãi Bình Định. Thì sau đây em sẽ test một combo karaoke để gửi cho anh Thuân ở Thái Thủy, Thái Bình. Nó gồm một cặp Ramsha Full Bass 25 và một con 907 lợi tra và một con vang net, tất cả trong một để hỗ trợ bác hát karaoke và nghe nhạc. Con vang này rất là nổi tiếng và là hàng chính hãng, bên em bảo hành cho anh em là 12 tháng. Nếu có lỗi đổi, tại vì là hàng chính hãng anh em xài rất là yên tâm. Thì khi vang đi sẽ kèm theo một cái bộ dây quang 1,5 m và một cái dây cáp đi gắn xuống âm ly như thế này. Đây là một bộ dây quang và bộ cáp Canon xuống AV như thế này. Đây là một con 907 rất là đẹp nha. Thì vang như thế này bên em bán giá là 2.300.000 nha, đã bớt 100, bao gồm như thế này là hàng chính hãng, nguyên hộp nguyên kiện, và một con 907 lợi tra, con này là giá 23.500.000. Con này hiện tại em tạm hết hàng nha, em chỉ còn 707 lợi tra. Thì những sản phẩm này là 707 lợi tra và 907 lợi tra là những sản phẩm nghe nhạc hay, anh em có thể tích hợp kiếp những con vang như thế này anh em hát karaoke. Những 907 nha này, anh em đánh bass 30 full thoải mái nha, rất là mạnh. Tại vì bác nhà bác nó nhỏ nên bác sử dụng bass full 25. Nó là một bộ cặp loa Ramsha rất là hiếm. Bây giờ kiếm nữa một cặp nữa cũng bó te nha này. Chỉ có một cặp duy nhất thôi. Và xin mời anh em đăng ký kênh cũng như để theo dõi những sản phẩm bên đây. Hàng sẽ tiếp tục được giới thiệu cho anh em. Và sau đây mời anh em nghe test cặp loa này. Cặp loa này thì em chụp hình đã gửi bác rồi, cũ đồ phân tầng rồi, của Ramsha hết, đã làm xịn nha này, rất là hiếm. Em đang kết nối Bluetooth nha, tình cũng vang đấy. Toàn những lời chạm chưa còn hơn sâu hơn nữa.
kể nghe chuyện thương nhớ, kể nghe niềm ước mơ. Nhưng anh vẫn vui thư, thế mà anh thương hứa, hoặc là anh không nhớ. Em đâu khác người xưa, ngày lẫn đêm mong chờ, tình yêu nói xa vời. Từ lâu đành xa vắng, đời trăm ngàn cay đắng, hỏi anh biết hay. Anh em mở video kế tiếp nha, mọi chi tiết mua hàng anh em cứ liên hệ trực tiếp vào hai số điện thoại phía trên màn hình. Những con vang như thế này thì em đã test ra tiếng mic rất là nhiều rồi, thì anh em có thể tìm trong những cái video á, thì em có hát rất là nhiều rồi, tiếng vang con này rất là hay nha, và nó được bố trí rất là hài hòa, rất là dễ canh chỉnh cho anh em, rồi giá rất hợp lý cho anh em khi ghép với những con âm ly như 607, 707 vân vân. Có thể anh em hát karaoke ngao nghe gia đình rất là thoải mái. Rồi xin chào anh em nhé.